chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình trong ngày hôm nay nhé. Hôm nay thì mình sẽ chuyển chủ đề một chút xíu, mình sẽ không nói về cá nữa mà mình sẽ nói về một loài thú cưng khác, đó chính là chim. Trong thời gian mình đang ở Sài Gòn á, thì mình có ghé qua nhà một người bạn mình, và người bạn này tên là Tân. Và người bạn mình á, thì có một thú vui, đó chính là lùa chim. Trong tất cả những loài chim mà người bạn của mình nuôi á, thì mình ấn tượng nhất là hai loài, đó chính là loài chim họa mi và chim sáo đen. Cái lý do mà mình ấn tượng về chim họa mi á, đó chính là khi mình vừa bước chân vào nhà thì mình đã nghe tiếng hót rất là du dương của chim họa mi. Còn lý do mà mình ấn tượng về chim sáo đen á, thì mình muốn các bạn hãy tự khám phá bằng cách coi đoạn video này của mình nha các bạn. Nó làm gì vậy? À, hai anh chống mái hả? Kỳ to, con này biết là ai luôn đấy. Tự động vô tắm rồi, không cần nhốt gì hết luôn. Tắm kim là phải. Cứ mở lòng ra là nó chu lại lòng đúng không? Tôi gọi nó rồi. À, tắm xong rồi hả? Nó đi dọc dọc người chồng một tí lại xuống tắm tiếp. Tân không mua thêm chồng hàng nữa. Để ông đá khi nào ấy thì nó chia ra lấy nó cho ăn rồi. Nó bị ảnh hưởng gì đó, nó sẽ tân. Tươi lắm nó lại lười. Ờ, thích cái dép này à? Đấy. Nó khoái mổ cái dép này. Khoái mổ xanh. Nhiều khi, mổ xanh tưởng tàu cao châu chấu thì nó lại mổ. Đó. Chứ tưởng đấy. Vô kìa. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog hôm nay của mình nha. Nếu các bạn nào có những thắc mắc cũng như là những câu hỏi dành cho mình á, thì các bạn cứ việc comment ở dưới cũng như là nhắn tin gửi qua bên Facebook hay là fanpage của mình thì mình sẽ trả lời một cách sớm nhất mình có thể. Ngoài ra các bạn hãy nhớ bấm like, subscribe channel của mình để theo dõi những video mới nhất và hay hơn nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn trong một vlog mới nhất.